Tôi xin được chia sẻ thêm với quý vị là theo trang Indiana Express thì mỗi năm chỉ có từ 2 đến 5 lần nhật thực và cứ khoảng 1 năm rưỡi thì mới có một lần nhật thực toàn phần. Tuy nhiên đó là con số tính chung cho cả trái đất và nếu chỉ tính tại một địa điểm riêng lẻ bất kỳ, ví dụ như một thành phố cụ thể nào đó thì bảo tàng Hoàng gia Rehnquist cho hay xác suất đã giảm mạnh xuống còn một lần trên 400 năm. Đặc biệt nhật thực toàn phần năm 2024 là vô cùng hiếm bởi vì nhiều yếu tố ở một địa điểm bất kỳ trên trái đất, hiện tượng này chỉ diễn ra mỗi lần là 400 năm. Nhật thực chỉ xảy ra khi mặt trăng di chuyển vào giữa đoạn thẳng nối bởi trái đất và mặt trời. Mặt trăng một phần hoặc toàn bộ ánh sáng từ mặt trời tạo ra một cái bóng lớn trên một số nơi trên trái đất. Có bốn loại nhật thực khác nhau bao gồm nhật thực toàn phần, nhật thực hình khuyên, nhật thực một phần và nhật thực lai. Khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời, các khu vực ở tâm bóng của mặt trăng vào thời điểm đó chứng kiến nhật thực toàn phần. Nhật thực chỉ diễn ra vào trăng non, tức ngày đầu hoặc cuối tháng âm lịch, khi mặt trăng và mặt trời thẳng hàng ở cùng một phía của trái đất. Trăng non diễn ra khoảng 29,5 ngày một lần. Vì đó là khoảng thời gian mặt trăng quay quanh trái đất. Tuy nhiên, nhật thực không diễn ra hàng tháng mà chỉ từ 2 đến 5 lần mỗi năm. Đó là vì mặt trăng không quay quanh trái đất trong cùng mặt phẳng, mà trái đất xoay quanh mặt trời. Trên thực tế, mặt trăng như khoảng 5 độ so với mặt phẳng hoàng đảo trái đất. Kết quả là hầu hết thời gian mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất, bóng của nó quá cao hoặc quá thấp để có thể rơi xuống trái đất. Nói cách khác, nếu bạn coi quỹ đạo trái đất quanh mặt trời là một cái đĩa và quỹ đạo của mặt trăng quanh trái đất là một cái đĩa khác, thì giữa hai đĩa có một góc 5 độ. Tuy nhiên, giữa hai mặt phẳng do hai chiếc đĩa này tạo ra vẫn có dao là một đường thẳng. Bất cứ khi nào trăng non đi qua đường thẳng này sẽ có cơ hội xảy ra nhật thực. Mặc dù có thể có từ 2 đến 5 lần nhật thực mỗi năm, nhưng nhật thực toàn phần chỉ xảy ra khoảng 18 tháng một lần. Như đã đề cập trước đó, một vị trí cụ thể trên trái đất chứng kiến nhật thực toàn phần chỉ một lần trong 400 năm. Nhiệt thực toàn phân chỉ có thể nhìn thấy được nếu một người đứng ở trong Umbra của mặt trăng, nếu đứng trong penumbra umbra tức vùng nửa tối, thì chỉ thấy được nhiệt thực một phần. Umbra rất nhỏ, chỉ bao phủ một phần diện tích không đáng kể của trái đất. Trên thực tế, toàn bộ đường đi của Umbra trong nhiệt thực sẽ chỉ bao phủ ít hơn một phần trăm diện tích địa cầu. Đây là lý do tại sao chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy nhiệt thực toàn phần mỗi khi nó diễn ra. Đó là chưa kể khoảng 70% diện tích địa cầu nằm dưới nước và một nửa diện tích đất liền được coi là không có người ở. Do vậy, lần nhật thực toàn phần này bao phủ diện tích nơi ở của hơn 30 triệu người, càng vô cùng hiếm có.